Vô. Ok, thì tiếp theo chúng ta tới với lại account của Mizuki. Đây, đây là một trong những bạn viewer cũng khá là thân thuộc với lại kinh đó mà mọi người có coi livestream nhiều ha. Đây đây cũng là một acc mình nghĩ là khá là mạnh đấy. Nó là 80 á, đầu đầu 80 là một acc khá là cũ luôn á, gọi là một trong những acc chơi đầu tiên ở trong game này này. Và đã 336 sao từ hồi 2.6 rồi, cũng khá là tốt ha. Yeah. Và đây là một acc free to play nha, phân phát đây là một acc free to play đấy. Nhưng nhìn vũ khí thì nhìn nó không free to play lắm nha. Từ mới lỡ lỡ bấm 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 cái túi lên mà nhìn vũ khí nó không free to play lắm nha mọi người. Cái gì đây Mizuki nó là win thẻ tháng được free to play được 2 lần. Ok, win thẻ tháng 2 lần và sắp nhận bát sinh nhật lần thứ 5. Ok, cái này là một người ít chơi game và là một người ít chơi game này, có lúc nào rảnh thì lúc đó lên chơi game thôi. Ok rồi, để lát nữa chúng ta coi xong cái app. Mizuki nhìn 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 bao nhiêu lâu rồi ta? Mizuki ơi, bạn nhìn bao nhiêu lâu rồi? Bro, how long have you been nhìn? C2R1 Mavuika. Wow. Cũng 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 kinh đấy, cũng kinh đấy. Rồi. Đầu tiên là phải check va đã, từ từ thấy cái số lượng vũ khí nó hơi xú ấy. Thấy cái số lượng vũ khí hơi xú. Số lượng vũ khí này hơi xú nhỉ. Không có không nghỉ chút phút này, không có gì hết. Nói chung là hiện tại à, hai thẻ tháng win chưa 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 xài này, cái này hai thẻ tháng win là có vẻ chưa xài này. Ok rồi 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 rồi, ok. Có vẻ là à, cũ nên là siêu hơn thì phải. Rồi mà này cũng hồi nay một 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 số lượng cha limited thì chơi chơi từ đầu game tới tới hiện tại thì nó cũng không nhiều lắm ha. Ok, có vẻ là một 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 sim, cái này có vẻ như một một bạn sim thích thích chơi gọi là thích chơi vũ có vũ khí nhân vật nhiều hơn là theo cái kiểu là chơi 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 nhiều nhân vật ha. Ok thì mới có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nhân vật limited thôi. 12 nhân vật limited mà chơi từ hồi 80 á là khá là ít đấy. Ừ, khá là ít đấy. Nếu mà chơi từ 80 tới giờ ít nhất tôi nghĩ cũng phải 20 đổ lên là nếu xui. Ok thì để coi vũ khí nè. Vũ khí cung mệnh này. Một trấn, hai trấn. Ok. 3 trứng. Sao cho sao sao có hai cây này lật hai lần á? Lật hai lần á ta. Nhìn tiếc vậy. Ok, rồi đúng vũ khí rồi, đúng vũ khí. 3 trứng, từ từ như vậy, 1 2 nè. 3 trứng, 4 trứng. Cái này có thể tính là làm nửa nửa trứng á. 4 trứng. 5 trấn, 6 trấn, 7 trấn, ok, 8 trấn. Cái này xin lỗi, cái này xin lỗi rồi, ok, hiểu 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 hiểu. 8 cái trấn anh, 8 cái trấn trong 10 trong mười mấy nhân vật. Ok, xin lỗi. Rồi. Còn cái này cũng từ cái này free to play này hơi ảo nhỉ, từ free to play này hơi ảo nhỉ, cái này có phải free to play không ấy, thì cái này tin chuẩn chưa, tin chuẩn chưa chị. Win 5 lần à, win 5 lần à. C1 chà, sim thế là cùng, sim thế là cùng. Ừ,
Ừ đúng rồi, C5 cây chiên nữa, C5 cây chiên nữa, lệch cây chiên ác. Lệch lệch cây chiên ác luôn. Ok, check 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 legit, check legit bằng cái la hoàng coi nó xong từ 2.6 hay là có đúng là xong từ 2.6 không nè. Check check legit, check legit, check legit. Legit, check legit, check legit nè mọi người. Đánh giá khiêu chiến này. Mizuki có vẻ như là một người mà phải qua là phải 36 sao luôn, nghe mới mới chịu qua, còn không thì không 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 qua luôn. Này, nửa đầu tháng 8 này, ok nửa đầu 2023 hả? Ừ, chắc có vẻ như cái này cái lịch lịch trễ chắc nó ghi lại rồi ha, cũng cũng hợp lý, ok. Rồi, bây giờ chúng ta check nhân vật á. Mạnh này, ok mạnh mạnh mạnh. Nhưng mà chắc cũng không cần check Alakino đâu ha. C4 nó gánh hết rồi. C4 nó gắn hết, nó gánh hết bà ơi. Ừ cái này mạnh luôn, cái này cũng mạnh luôn, cái này mạnh nốt, này mạnh điên luôn. Ok cái Alekino này có cày thêm 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 nhựa thì chắc cũng không có, họ không có có thay đổi lắm đâu, trừ cái ly này ha. Có cày thêm nhựa gì trừ cái ly này chắc cũng không có gì để thay đổi được cái con Alekino này đâu ha. Alekino này chắc là mai mốt đợi Mamuika là hợp lý này chứ 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 Alekino này không 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 cần cày thêm nhựa đâu. Purina 771 cũng nhiều này, chà đồ cũng mạnh này, mạnh này mạnh này mạnh cũng ổn luôn này, ổn ổn ổn, này cũng được, này cũng được, cái này thì mạnh ha, ok mạnh điên luôn. Con Kazuha này 994 nạp và còn 200 nạp nữa, mạnh điên, mạnh 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 mạnh, ghê 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 điên á, mạnh này ghê, mạnh 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 điên, quá 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 mạnh, quá mạnh quá mạnh. Mỗi 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 ặc là một sim, mỗi ặc là một sim, cũng mạnh luôn. Mạnh lên, mạnh nốt, mạnh nốt. Ấy chà chà, mạnh điên vậy, quá ghê quá ghê quá ghê. Bennett DPS này, Bennett DPS này cũng cũng ghê đấy, cũng ghê đấy. Ê tôi thấy một đồ, hình như tôi vừa thấy một đồ ma nữ, tôi vừa thấy đồ ma nữ, một đồ ma nữ là có vẻ đồ ma nữ nó sẽ mạnh điên ấy. Từ từ để từ thử thử rồi ma nữ này, ừ nó cũng mạnh, nó cũng mạnh, ok hợp lý, đồ ma nữ lúc nào cũng mạnh nên. Rồi anh bắt đầu, anh bắt đầu thì 57 174 127 cũng được, cũng được ha, cũng được cũng được cũng được. Ok, không có gì quá nhiều để nói, không có gì quá nhiều để nói ha, không có gì quá nhiều để nói. Ok, không có gì lắm, không có gì lắm. Mà cái này phòng ngự rồi sao không sát thương nguyên tố nham ta? À, sao không sát thương nguyên tố nham nha, mà cái này mạnh điên á, cái này mạnh điên. Trừ điểm. À, môi trời sao xếp 22 vậy? Trừ điểm, môi trời xếp 22, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. À không điểm nha, à không điểm, à không điểm. À, môi trời 22, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. À, vậy là không được rồi. Môi trời vậy là không được. 22 là không được, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. À, trừ 100 điểm. À, không không bao giờ, không bao giờ được top. À, cái Ly Phong này quá yếu, trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. À, cái này cũng, cũng bình thường quá, trừ điểm luôn. À, trừ hết, trừ hết, trừ hết, trừ hết. Trừ điểm, trừ điểm, trừ điểm. Hay Venti thì Venti này C3 chắc là Venti Crit Ray. nếu mà cái này có vẻ là không phải trứng, cái này nếu mà Venti Crit thì cái cây này nãy đúng á. Cái nhiều thủy này nãy đúng á. Hay cũng 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 mạnh, cũng mạnh. Mạnh. Mạnh luôn. À, mạnh điên, mạnh khùng. Tôi không có cái ly này ta, tôi kiếm bao nhiêu lâu rồi tôi cũng không có được cái ly 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 phong nào được được tầm tầm cái này ta, cay thế nhỉ. À, chịu 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 chịu. Ela thì ok mạnh này, Ela mạnh nhưng mà hiệu quả nạp hơi thấp này, tôi không nghĩ là đám kia nó nạp đủ cho con Ela này đâu, nên 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 thêm một xíu nạp. Cái này cũng được, cái này cũng được, cái này mạnh, cái này mạnh, cái này mạnh,
cái này có thể nâng cấp được ha, ok. Nhưng mà nói chung nhìn chung là cũng ổn, nhưng mà nên thêm nạp một xíu riêng con vô. Ê cái này hơi ngon, cái tỷ lệ này hơi ngon, gần 100% tỷ lệ bạo luôn á, hơi ngon nha. Sao 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 con gan du này nhìn có vẻ hơi bắn súng nhắm nha. Mạnh này, ok mạnh, cầm phụ hơi tệ, cái cũng được, cái này tạm đi, tạm tạm tạm. Rồi Valu nó tốt ha, cái này được luôn, cái này được, cái này được, cái này mạnh này, nó còn on set nữa chứ, phải thiệt, cái này on set nữa chứ, ảo Mai Canada. Ok, hãy chà 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 chà, cũng cũng được cũng được cũng được cũng được cũng được, hợp lý. Ai chi chi I roll a GG. Lost 50-50. Bốn ma nữ luôn á. And now I'm out of Primo Gems. Để coi bốn bốn thiếu nữ này có gì ngon ngon không? Thử. Cái bình thường. À, cái này mạnh nha. Cái này mạnh này. Cái này cũng được. Này bình thường, ok, chi bình thường, chi bình thường, không có gì lắm, không có gì lắm ha. Ok, do trấn này mạnh. Ok, có vẻ free to play này hơi lạ, build build tất cả nhân vật đều khá là ổn á, build tất cả nhân vật đều khá là ổn. Ok. Build tất cả nhân vật đây hiện tại khá là ổn ấy, mạnh này. Mạnh này. Được thôi, cái này được, cái này được nhưng mà cũng được thôi. Mạnh này. Thêm mạnh luôn này. Ái chà, ghê thế nhờ. Để coi đám thiên phú cái đám này coi. Ok. Cái này nên lên 10 á, Kazuha nên lên 10 ulti, mấy còn lại không quan tâm lắm. 10 10 10 10 10 10 13 này, ok được. Được. Ok, có đầu tư nha. Nãy giờ chúng ta đã gặp những acc có đầu tư khá nhiều đấy. Ok, không phải là những acc quá quá là tệ, không có đầu tư gì hết. Có vẻ khá là ổn, có vẻ khá là ổn, hợp lý, 10 điểm 10 điểm 10 điểm. Ok, được được được. Chu chu chú. Rồi, để coi những nhân vật cuối cùng nào, để coi coi có build những con nhân vật nãy 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 ngoài nhân vật cuối cùng mà Mizuki build đầy đủ là gaming nha, gaming. Chúng ta coi với lại Raiden rồi, Raiden thì sao? Raiden cũng mạnh nha, Raiden cũng mạnh này, Raiden chấn này cũng mạnh đấy. Ok. Thì mà li 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 lôi không, li lôi không? Li lôi luôn. Ok, cũng ghê cũng ghê. Cũng 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 mạnh đấy, có vẻ cũng ghê đấy, có vẻ cũng ghê đấy. Ok được. Được luôn. Mạnh, mạnh mạnh mạnh. Mạnh luôn, on set này mạnh điên á. Rồi cái này cũng mạnh luôn, hợp lý. Rồi ra định nãy giờ các bạn free to play này build hơi ổn nha. Free to play này hơi hơi yahoo. Cho Visa thì bữa mình build lại cho Mizuki rồi, cho nên nó cũng 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 khá là được, cũng được, tạm được, tạm được ha, không tới nỗi tệ. Cái cũng được đó đó, nói chung là do Visa này khá là khỏe, không tới nỗi tệ. Cái này hình như bữa bữa mình kiếm cái này cho Visa cho Mizuki này cũng cũng hợp lý ha. Ok. Cũng được, cái này thì hơi 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 copium nhưng mà thôi, nói chung là tạm xài đỡ đi. Cái này cũng được, cái này cũng được luôn ha. Ok. Ở tên Nahihi. Nahihi. Cái Nahihi này cũng mạnh đấy. Nhưng mà hơi thiếu cầm chấn như vậy thì hơi thiếu sát tinh thông nguyên tố. Cầm chấn như vậy hơi thiếu tinh thông nguyên tố ha. Cũng mạnh này, cái này được, cái này được. Cái này roll, cái này CV ổn. Wow. Beautiful. What is this? Vãi lên thật. Cũng được, mạnh mạnh mạnh. Cái này mạnh luôn. Nahida này mạnh đấy, mạnh đấy, cũng 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 ghê, cũng ghê, chỉ hơi thiếu tinh thông xíu thôi chứ còn lại thì cũng ghê đấy. Cũng ghê, cũng ghê, cũng ghê, cũng ghê. Đường chủ thì sao? Đường chủ cũng ngon luôn này, đường chủ cũng ngon này. Ghê chấn này. Chấn 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 chấn. Mạnh, 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 mạnh hơn, mạnh, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Cũng được, cái này thì được, cái này được. Cái này được luôn, hợp lý. Wow. I did not expect that. Wow, oh my god. Ái chà chà, cũng 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 ảo đấy, ảo Makara đấy. Cũng 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 cũng. À, cũng mạnh luôn. Ok. Cũng cũng được, cũng được, cũng được, cũng được.
Trăm tinh thông của cái mũ là trăm tinh thông duy nhất của cái con Yobi của con Hu Tao này luôn mới chịu ấy chứ. Vãi lần thật. Free to play này hơi ảo, hơi ảo đấy. Sao cái tiếng nó bị sao tiếng này. Ê mọi người, hình như con ủa từ từ sao 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 con Shinobu bị lỗi gì hả? Sao tiện qua Shinobu cái tiếng nó to như vậy? Đó, ủa sao cái tiếng nó bị to hả? Yomiya này 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 hát rồi đó, đây đây đây, đây free to play này nó hát cho nên là Shinobu bị lỗi. Nào mọi người nhìn đi, qua 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 Shinobu cái tiếng nó bị to nè đó, tiếng nó bị to một một cách bất ngờ luôn đó. Này cũng hợp lý ha. Ok, con mèo à, con mèo này build cũng mạnh nha. Mà xét 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 hai bộ hai bộ hai bộ hai cái này được, này cũng mạnh, cái này mạnh này phải lèo thiệt. Nãy giờ đồ khá là ảo nha. À, free to play này có chắc là free to play không ấy? Một phút mặc niệm, một phút mặc niệm. Xin xin chia buồn cùng thân chủ. Thì cái giá phải trả là mọi người run run nhiều đồ ảo quá thì cũng sẽ có những đồ như thế này. Ok. Rồi rồi sao 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 gaming gaming thiêu đốt là sao? Gì á, từ từ. Sao gaming thiêu đốt vậy? Ủa rồi sao gaming thiêu đốt là sao ấy? Cũng bệnh xấu nè, sao gaming thiêu đốt là sao? Ảo ma Canada thì free to play này hơi lạ nha. Ok. Rồi. Nhưng mà cũng mạnh đấy. Ok, hiện tại cũng mạnh nha. Khá mạnh. Rồi thì Mizuki thì mọi người biết biết là một 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 bạn role, một bạn viewer khá là trung thành với kênh rồi, cho nên là lần cái hạt này chúng ta review như vậy ha, và nó khá là ảo ấy. Hơi hơi ảo ấy. Con cha này hơi mạnh, cha này hơi mạnh đấy, có vẻ như là rất là sim cha ha. Nhưng mà được được cái cha cũng cũng liêm cho nên là cũng hợp lý, cha liêm cũng hợp cho nên cũng hợp lý ha. cũng 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 mạnh, cũng mạnh ơi. Cái ạc này thì không không có gì để bàn rồi, cũng không có gì cần để cứu ạc này luôn. Chắc là mai mốt tới 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 chỉ có cái duy nhất là nếu mai mốt mà Mizuki tin tưởng thì mai mốt tới tới banner của Mavuika thì mình sẽ roll hộ cho Mizuki, hoặc là sẽ xả nhiều ở dùng cho Mizuki để roll thánh di vật cho Mizuki đó. Cái ạc này chắc chắn là không thể cứu rồi, bởi vì có gì đâu để cứu. Ok, nói chung là cảm ơn Mizuki rất nhiều vì đã cho chúng ta review một cái acc rất 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 mạnh này ha. Cảm ơn.